Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi hôm nay, ngày 9 tháng 1 năm 2022, được phát trên kênh RickQYS. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành gửi lên cho biết, giá heo hơi trên cả nước ngày hôm nay ổn định đà tăng nóng của ngày hôm qua. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố cho thấy giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng sốc trên khắp cả ba miền trong những ngày tới. Cụ thể về bảng giá thu mua ngày hôm nay như sau. Đối với giá heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 48.000 đồng một ký cho đến 52.000 đồng một kg. Cụ thể, Bắc Giang giao dịch ở mức 51.000 đồng một kg. Yên Bái giữ mức giá 49.000 đồng một kg. Lào Cai ghi nhận ở mức 49.000 đồng một kg. Hưng Yên bán với giá 52.000 đồng một kg. Nam Định neo tại mức 49.000 đồng 1 kg. Thái Nguyên giao dịch ở mức 49.000 đồng 1 kg. Phú Thọ giữ mức giá 49.000 đồng 1 kg. Thái Bình ghi nhận ở mức 49.000 đồng 1 kg. Hà Nam bán với giá 50.000 đồng 1 kg. Vĩnh Phúc neo tại mức 49.000 đồng 1 kg. Hà Nội giao dịch ở mức 49.000 đồng 1 kg. Ninh Bình giữ mức giá 52.000 đồng 1 kg. Tuyên Quang ghi nhận ở mức 50.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Còn về giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 47.000 đồng 1 ký cho đến 50.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Thanh Hóa giao dịch ở mức 50.000 đồng 1 kg. Nghệ An giữ mức giá 48.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh ghi nhận ở mức 47.000 đồng 1 kg. Quảng Bình bán với giá 48.000 đồng 1 kg. Quảng Trị neo tại mức 47.000 đồng 1 kg. Thừa Thiên Huế giao dịch ở mức 48.000 đồng 1 kg. Quảng Nam giữ mức giá 48.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi ghi nhận ở mức 47.000 đồng 1 kg. Bình Định bán với giá 47.000 đồng 1 kg. Khánh Hòa neo tại mức 48.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng giao dịch ở mức 49.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk giữ mức giá 48.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận ghi nhận ở mức 47.000 đồng 1 kg. Bình Thuận bán với giá 48.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Đối với giá heo hơi tại miền Nam ngày hôm nay, được thương lái giao dịch trong khoảng từ 47.000 đồng một ký cho đến 51.000 đồng một kg. Cụ thể, Bình Phước giao dịch ở mức 48.000 đồng một kg. Đồng Nai giữ mức giá 51.000 đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ở mức 48.000 đồng một kg. Bình Dương bán với giá 49.000 đồng một kg. Tây Ninh neo tại mức 49.000 đồng 1 kg. Vũng Tàu giao dịch ở mức 48.000 đồng 1 kg. Long An giữ mức giá 47.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp ghi nhận ở mức 48.000 đồng 1 kg. An Giang bán với giá 48.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long neo tại mức 48.000 đồng 1 kg. Cần Thơ giao dịch ở mức 49.000 đồng 1 kg. Kiên Giang giữ mức giá 47.000 đồng 1 kg. Hậu Giang ghi nhận ở mức 48.000 đồng 1 kg. Cà Mau bán với giá 48.000 đồng 1 kg. Tiền Giang neo tại mức 48.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu giao dịch ở mức 48.000 đồng 1 kg. Trà Vinh giữ mức giá 48.000 đồng 1 kg. Bến Tre ghi nhận ở mức 49.000 đồng 1 kg. Sóc Trăng bán với giá 47.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Còn về giá thịt heo thành phẩm tại các sạp bán của các chợ lớn ngày hôm nay, không ghi nhận thay đổi mới về giá bán so với ngày hôm qua, cụ thể như sau. Thịt ba dọi bán với giá 115.000 đồng 1 kg. Sườn non heo giao dịch ở mức 150.000 đồng 1 kg. Sườn da heo
bán với giá 100.000 đồng 1 kg. Thịt nạc vai neo tại mức 130.000 đồng 1 kg. Đôi heo ghi nhận ở mức 110.000 đồng 1 kg. Mỡ heo bán với giá 60.000 đồng 1 kg. Nạc đùi heo giữ mức giá 90.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 9 lần, có loại tăng tới 10 lần, trung bình mỗi lần tăng từ 3 đến 5%. Nguyên nhân một phần là do dịch COVID-19 gây khó khăn trong khâu nhập nguyên liệu, trong khi chi phí vận chuyển tăng từ 200% đến 300%. Còn một phần nguyên nhân khiến giá heo hơi giảm mạnh là do vừa qua sản lượng thịt heo nhập khẩu nhiều, trong khi nhiều trang trại lớn trong nước cũng đã tăng đàn khá mạnh, khiến heo tồn đọng với số lượng lớn. Việt Nam tiêu thụ rất nhiều thịt heo, nhưng nông dân trong nước lại đang phải ứng phó với dịch tả heo châu Phi. Điều này khiến sản lượng thịt heo của Việt Nam giảm đáng kể và tăng sự phụ thuộc của họ vào thịt heo nhập khẩu. Động thái hạ mức thuế tối Huệ Quốc đối với sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ từ 15% xuống còn 10% sẽ là nền tảng giúp cho việc xuất khẩu nhiều thịt heo hơn từ Mỹ đến Việt Nam. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng thịt heo của Trung Quốc giảm trong năm 2022 vì ngành chăn nuôi heo điều chỉnh để đáp ứng lại sự thay đổi nhanh chóng của các điều kiện môi trường, trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao. Năm 2022, chính phủ Trung Quốc sẽ không khuyến khích các hộ nuôi vừa và nhỏ, còn các công ty có vốn hóa lớn sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi. Giá heo hơi đã giảm đáng kể từ đầu năm 2021 và vẫn ở mức thấp liên tục, dù đã có sự phục hồi những tháng cuối năm 2021. Trong năm nay, việc giết mổ nhiều đã làm tăng sản lượng thịt heo và dự trữ thịt heo đông lạnh, nhưng nhu cầu tiêu dùng trong mùa thu và mùa đông tại Trung Quốc cao hơn sẽ làm cạn kiệt nguồn dự trữ thịt heo đông lạnh. Vì thế, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng vào năm 2022 khi nguồn cung thịt heo giảm. Những yếu tố này có thể sẽ khiến sản lượng thịt heo giảm và nhập khẩu tăng vào năm 2022, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2022. Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc dự kiến đạt gần 4,8 triệu tấn trong năm 2022, tăng gần 6% sau khi giảm vào năm 2021 do sản lượng thịt heo tăng và giá giảm. Tuy nhiên, nhập khẩu sẽ vẫn ở dưới mức kỷ lục năm 2020 khi nguồn cung thịt heo bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh. Trước tình hình dịch tả heo châu Phi đang bùng phát trở lại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu khẩn trương triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp dập dịch, chỉ đạo các ban ngành chức năng phun thuốc, tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột tại khu vực chuồng trại của các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn có dịch bệnh. Đối với các địa phương chưa phát hiện dịch tả heo châu Phi, phải chủ động tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên gia súc để xử lý kịp thời nếu có dịch xảy ra. Trong thời gian có dịch, các địa phương phải tạm dừng các hoạt động mua bán, giết mổ, tiêu thụ heo và sản phẩm từ heo. Ngoài ra, yêu cầu các địa phương thực hiện tốt 5 không, đó là không giấu dịch, không bán chạy gia súc, không giết mổ gia súc đã bệnh hay bị chết, không vứt xác gia súc, gia cầm chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt để chăn nuôi heo. Trong giai đoạn này, cần thúc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các cơ sở giết mổ động vật tập trung để đến năm 2025, mỗi địa phương phải có ít nhất một cơ sở. Chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung giai đoạn 2021 đến 2025 có hiệu lực từ đầu năm 2021. Nhiều tỉnh thành quyết tâm, từ nay đến năm 2023, nếu địa phương nào chưa kêu gọi được nhà đầu tư thì phải tự xuất kinh phí để xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung. Đối với các phương tiện chở heo không đầy đủ giấy tờ theo quy định, kiên quyết xử phạt hành chính, nghiêm cấm vận chuyển heo vào địa bàn. Hệ thống truyền thanh từ cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền về phương pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn heo để các hộ dân trong huyện nắm rõ, từ đó có biện pháp tích cực bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình. Khuyến cáo người chăn nuôi cần nhập giống heo tại các cơ sở có uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, tiến hành tổng vệ sinh môi trường xung quanh chuồng trại trước khi tái đàn nhằm hạn chế mầm bệnh phát sinh, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi. Hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn vật nuôi. Kênh Giá Heo Hơi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Giá Heo Hơi ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá heo hơi mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn có những buổi xem vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại!